đấy. Những cái con này là anh hướng dẫn anh Bình này, về anh lấy cái bấm móng tay hoặc là cái mũi kéo, anh cắt anh rút bỏ cái dây này ra. Không, về là phải làm bỏ rút ra. Không, về về là anh rút bỏ đi. Theo dõi, mình theo dõi. À, theo dõi thì nghĩa là bây giờ của mình rồi thì mình bỏ nó ra cho nó khỏi vướng víu. À. Thì bây giờ anh để này mai nó rỉa nhau là nó rỉa thì nó đau cái cổ nó ra. À. Bọn em giống thì nó bé thì để được, nhưng mà bây giờ giao cho anh rồi là quyền của anh. Anh để đến già đến lúc chết cũng được, nhưng mà nó lớn nó sẽ bị ảnh hưởng. À. Hiểu chưa? Ba thùng cũng được, nhưng mà nếu mà cần thiết thì chú cho thêm một thùng nữa. Để vì con giống. Thùng dưới kia. Con giống con má là chú cứ hay cẩn thận. Anh ơi, có để được 4 thùng không? Được 1 thùng thôi. Thế nhưng mà hai hộp là phải để cái nắp để. Không phải nắp, nó không nhảy ra con nào cả. Hả? Không nhảy ra con nào cả. Không nhảy ra. Đi xe máy lẫn gió mà. Tôi lấy tiền để tuồn về, đường rất là xa. Vâng. Đây, đi ra đây chỉ đường cho bác đi cho dễ. Đường đây bây giờ tả như này là dễ nhá. Bác cứ đi ra, bác cứ hỏi đến cầu Vĩnh Thịnh người ta chỉ bác rồi dễ nhanh nhất. Đường vừa chỉ cho bác rồi. Đâu, chẳng cần một cái chun như này hay cho được. Được, một cái là thoải mái. Bác giữ đi thôi. Bác giữ đi thôi. Nó bé thì kẹp trước. Không, kẹp từ. Chục con nuôi thích thì thêm không có nuôi. Bây giờ bọn nó nuôi thay lợn đắt thì nuôi ít này được nuôi chơi thôi bà. Nào. Có cân không, cân thử xem ba con bao cân này nhỉ? Không, ăn đâu cân. Có cân đâu, có cân thử. Con này nhìn nó lúng lính luôn đấy. Có phải cái thuốc gì nữa không, thêm thuốc không? Không, con này về cứ mua cái thuốc uống của gà cho nó uống cùng cho nó bổ rồi. Nhìn này to hơn hẳn những con khác luôn, thấy chưa? Con đấy đúng không? Đấy, đúng rồi, to lớn. Nhanh hẳn đấy, thấy chưa? Khỏe, nhìn sờ vào nó lịch lịch tính lịch kia này. Chọn em hai con đực hẳn nhá. Hai con đực mà, anh chọn thành tâm thành ý như hai con đực. Có hai con thì phải chọn con to về bọn em nuôi, nó cứ không có lực thì nó phí ra. Trần nó buồn cười nhá. Xe nó khoảng mà xe chở một xe khoảng tầm 200 thùng. Để vào giữa được anh ạ, anh ngồi tí đằng sau anh để vào giữa. Ôm thế nên sợ nó gió nè. Đường 88 này. Vâng, như vậy ạ. Để thẳng, thẳng thế vào. Bây giờ về Hòa Bình là phải điện trước cho vợ về khao đi. Bắt được là điểm giống rồi. Thì anh đi không phải là không công. Lúc nãy điện ông đi cứu người được là mấy ông kia lại giới thiệu nhà bên kia. Điện tiêu lên đâu đi. Giới thiệu nhưng mà không có đâu. Không có mặt đâu mà sợ. Để anh đến với anh kiểm đã. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11. Thêm một con nữa thôi. Đừng có bắt 13 con là được. Đây, đếm lại xem nào. 6, 8, 10, 12. Đây bên này đếm lại xem nào. Đây, anh đếm nhá. 4 này. 6 này. 8 này. 10 này. 12. 12 con. Con cái rồi. Con bắt thứ 3 rồi, con cái. Đó. Con nào là con cái? Ừ. Anh chưa biết. Phải là nó nằm thế. Anh chỉ đi. Mày lại bắt đoán được mày được cái gì? Đấy, chắc đây là được. Theo một cái được rồi. Được mấy con được rồi? 3 được rồi, 2 cái rồi. Đây em gửi hàng cho các bác nhé. Mang về Ninh Bình này.
Em gửi là điều giống về Ninh Bình. Em gửi chuột này, gửi chim này, về Hải Phòng, Hải Phòng, về Hải Dương, về Tuyên Quang, về bến xe Ninh Bình và đây là về Thái Nguyên chuyển khoản đã điều. Xe của em đang đến kia rồi. Vâng nhá. Còn ba chú là về đâu đây? Ba chú này là về, hình như là về, ba chú này là về Thiện Quang, Tân Bình, Tam Hiệp, Ninh Bình. Chuột. Chuột thì báo cáo các bác là em bắt sẵn từ tối hôm qua từ trang trại lên rồi. Em sẽ có trách nhiệm gửi cho các bạn. Chuột. Đây là băng này là hai chuột cái, một chuột đực. Hai cái một đực. Để lúa để ấy vào đây. Nhân lên cộng thêm là 5 triệu nữa là xong. Nó đảm bảo con giống. Úi giời. Ông cứ mãi nhìn đá điểu. Các bác thân mến, hôm nay là em chia sẻ một cái đàn đá điểu. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2020. Đây là cái lứa đá điểu đầu mùa. Em bác nào mua con giống thì liên hệ cho bên em là 0335305982, 0989177982. Em tên là Thao, ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, chuyển hàng cho các bạn toàn quốc. Đây là cái máng uống nước các bạn nhé, pha thuốc vào đây rồi. Bên kia là cái máng để ăn, bên kia là cái máng để ăn. Đấy. Bên này là cái máng để ăn. Ngoài này là sân chơi, đấy các bạn nhé, sân chơi. Đấy. Bên xa xa kia là những đàn đả điểu bố mẹ, bố mẹ. Đây là khu chuồng úm.
điểu về cho các bạn. Đà điểu nhá, đà điểu em gửi về Thái Nguyên các bạn nhé. Bên thằng này gửi cả tài liệu hướng dẫn đà điểu 0973174073. Xe đây rồi các bạn nhé. Này đến rồi. Ốp. Lát đây là lát. Thôi cứ kệ ông Khương, không biết ông hôm qua vụ kia thế nào, ông Khương thế nào? Nó có hai đơn mình lại ngượng ngượng. Báo cáo với các bác, hôm nay em gửi 10 con này lên Thái Nguyên. Mã số là 20897. Mã số này là mã số 21069. Chỗ này của em đang nằm 10 con. 10 con em để ở đây nó nằm êm ấm, ấm cúng. Bây giờ em sẽ gửi cho các bác những cái thông điệp như sau. Thứ nhất là em sẽ gửi cho các bác cái cuốn kỹ thuật chăn nuôi đà điểu. Đấy, các bạn về các bạn đọc hết cái cuốn này cho em. Trong đó nó có cái những cái nội dung. Đấy, những cái nội dung. Đấy. Đây là cái số điện thoại của em. Các bạn có gì không hiểu, cần bổ sung thêm, cần kỹ thuật kinh nghiệm thì các bạn. Đấy, đây là những cái thông điệp. Đấy. Ốp luôn vào đã. Cứ ốp nó vào, nó sinh ra để mà vận chuyển nó gì. Không thể gọi chuyển vào mất video của mình. Không thể dán luôn. Tự nó vào khớp luôn mà. Đấy, tí nữa có một thằng ngồi lên là chồng phát lên là cứ thế mà đi đặt cái phên lên trên. Đếm tiền đi đã. Bao nhiêu nhỉ? Đếm tiền. Hả? Nhân lên. Hai trăm một con. Anh ông bà đang bày cỗ rồi. Đến giờ ăn cơm rồi. Ngày ngang con giống mà ngày ngang về nó không đảm bảo. Đấy, để đấy anh dán đâu. Quay xe đi. Chỉ cần một nắp.